Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Sony VBC EA45FG nha các bạn. Dòng Sony EA. Đây, đây là cái mã của máy nha các bạn. Dòng E-Series VBC EA45FG. Hiện trạng của con này đó là có hình nha các bạn. Máy có hình mà cáp lóc được nha các bạn, nhưng bị mất câu áp, có sức hình nhưng bị mất câu áp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ kích cho các bạn xem cái hiện tượng của nó nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem. Rồi các bạn quan sát, cáp lóc được nha các bạn. Đây, phím cáp lóc ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ kiểm tra cái phần cao áp nha các bạn, xem hư hỏng tại đâu nha các bạn, và mình sẽ sửa chữa. Rồi sau khi mình tháo cái men ra ngoài nha các bạn, sau khi mình tháo men ra ngoài. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mã men của nó là MBX224 nha các bạn. Dòng này là kèm dòng cạc rời nha các bạn. Dòng chạy VGR rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ kiểm tra tại cái CN13 nha các bạn. Cái socket của cáp màn hình nha các bạn. Cáp màn hình gắn vào đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra cái khu vực phần cao áp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quan sát schematic nha các bạn, để xem coi là cái khu vực cao áp nó lên cáp socket của CN13 này tại vị trí là chân số mấy nha các bạn. Rồi như vậy là tại cái chân 38, 39, 40 nha các bạn. Đó là cái nguồn 19 nó đưa lên nha các bạn. Đó, nguồn 19 đưa lên phần cao áp. Còn hai cái chân lệnh sáng tối và chân lệnh enable nha các bạn. Inverter Rainet và inverter enable nha các bạn. SFT là chân 35 và 36 nha các bạn. Đó là năm cái chân mình cần kiểm tra nha các bạn. Năm cái chân cái phần đó là mình cần kiểm tra lên cái khối cao áp của LCD nha các bạn. Rồi đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái nguồn 19 lên trên phần socket CN13 nha các bạn, là chân 38, 39, 40. Đó, mình sẽ kiểm tra. Rồi các bạn quan sát đồng hồ VOM của mình nha. Xem coi ba chân này chung nhau phải không? Ok rồi. Rồi mình sẽ dò qua đây, mình sẽ quan sát xem là tại vị trí
từ chân 38, 39, 40 nó sẽ qua một cái cầu chì là F15 nha các bạn. Đó, qua cái cầu chì F15. Rồi. Đây là cái cầu chì F15 nha các bạn. Đó, cái cầu chì F15. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái cầu chì này có bị đứt hay không nha các bạn. Rồi các bạn cũng quan sát cái đồng hồ VOM của mình nha. Như vậy là nguyên nhân là tại cái cầu chì F15 nha các bạn. Nguyên nhân là tại cầu chì F15 có vấn đề. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa sát luôn cho các bạn xem. Đây là cái cầu chì F15 nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ luôn nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ. Không có xi nhê nha các bạn. Như vậy nguyên nhân là do nó đứt cái nguồn 19 lên so trên socket LCD nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế. Mình sẽ thay thế cái CN cái cầu chì này nha các bạn, thay thế cái cầu chì F15. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế cầu chì F15. Đó, các bạn quan sát. Rồi, mình vừa gỡ cái con F15 ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ kiếm một cái cầu chì khác, mình sẽ gắn vào nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ thay thế cái cầu chì F15 nha các bạn. Sau khi mình đã kiếm được một cái cầu chì khác nha các bạn, mình sẽ thay thế vào chỗ F15. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ, ok nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn vào và mình test xem là có xuất hình không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem là máy có xuất hình không nha các bạn. Nguyên nhân có phải là do đứt cái cầu chì F15 không nha các bạn. Cấp nguồn 19V lên khu vực cao áp của LCD nha các bạn.
Rồi, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. À, như vậy là chính xác là nguyên nhân là do đứt cái cầu chì F15 nha các bạn, làm mất cái nguồn 19V đưa lên cao áp LCD nha các bạn. Sau khi mình thay thế F15 thì máy đã xuất hình, máy đã lên hình bình thường nha các bạn. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.